đang làm việc tại Ủy ban xã Đồng Tâm. Đấy, thì khi mà chuẩn bị đến giờ để nhân dân Đồng Tâm đi xuống huyện thì đấy, chúng đã đưa một xe ô tô gồm 20 kiểm soát quân sự về với mục đích là uy hiếp từ người dân Đồng Tâm chúng tôi. Thank you.
đồng tâm